Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chuyên mục sẽ có các thông tin chính. Hiệp Đức giao nhận 110 tân binh lên đường nhập ngũ. Hiệp Đức nỗ lực mang thương hiệu OCOP vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh, ngày 16 tháng 2 vừa qua, huyện Hiệp Đức tổ chức giao nhận quân năm 2022. Đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam. Ngay từ sáng sớm, các địa phương đã đưa 110 tân binh về trung tâm huyện để lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2022. Năm nay, thanh niên huyện Hiệp Đức được các đơn vị giàu truyền thống như Trung đoàn Bộ binh 885, Lữ đoàn 83 thuộc Quân chủng Hải quân, Công an tỉnh Quảng Nam nhận tân binh. Trong 110 tân binh có gần 50% thanh niên có trình độ học vấn 12/12. Trong đó có 8 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Để chuẩn bị tốt cho công tác giao quân thời gian qua, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tập trung cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ khá chu đáo, đúng quy trình, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch. Huyện Hiệp Đức cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác tốt thâm nhập hai cặp ba biết, kịp thời động viên thăm hỏi nắm bắt tâm tư tình cảm, hoàn cảnh của từng thanh niên, nên số thanh niên trúng tuyển nhập ngũ trong đợt này đều hăng hái lên đường nhập ngũ đạt 100% quân số được giao. Sau khi tham dự lễ giao quân động viên thanh niên huyện Hiệp Đức lên đường nhập ngũ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã đến dâng hương tại nhà làm việc của đồng chí Võ Chí Công tại khu di tích căn cứ khu ủy 5, xã Sùng Trà, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên di tích, thăm khu di tích lịch sử làng Ông Tía, xã Phước Trà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cùng đoàn đã thành kính dâng hương tại khu di tích căn cứ khu ủy 5, nơi làm việc của đồng chí Võ Chí Công trong những năm tháng kháng chiến. Nơi đây là căn cứ khu ủy 5 trong những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến chống Mỹ 1973-1975. Tại căn cứ này, khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đề ra kế hoạch cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, theo tinh thần nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành tháng 1 năm 1975. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đã trồng cây lưu niệm để tạo khuôn viên xanh cho khu di tích này. Đến thăm làng Ông Tía, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đã khảo sát và yêu cầu chính quyền địa phương phải có phương án và kế hoạch trùng tu phù hợp. Đây là khu di tích lịch sử cấp tỉnh, nhưng qua thời gian, đến nay khu di tích này đang có biểu hiện xuống cấp, đặc biệt là các hạng mục nhà truyền thống. Cùng thời gian này, huyện Hiệp Đức khai trương trung tâm điều hành thông minh IOC. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam Lê Văn Dũng đến dự. Trung tâm điều hành thông minh IOC huyện Hiệp Đức được xây dựng thí điểm giai đoạn 1 là hệ thống giám sát điều hành gồm các lĩnh vực hành chính công, quản lý văn bản, y tế, giáo dục, kinh tế xã hội, quản lý phản ánh kiến nghị của người dân. Hệ thống điều hành có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống, từ đó cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có cái nhìn toàn diện về các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, IOC huyện Hiệp Đức được đầu tư xây dựng trên các nền tảng công nghệ hiện đại, giúp người dân doanh nghiệp có thể tiếp cận các dịch vụ đô thị thông minh một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất, giảm chi phí và phiền hà, đồng thời đề cao vai trò của người dân doanh nghiệp trong việc tham gia giám sát hoạt động chính quyền thông qua các ứng dụng trên di động, qua mạng xã hội và nhiều kênh khác. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo huyện trong việc chỉ đạo điều hành. Đây là một trong năm huyện đã đưa trung tâm điều hành thông minh vào hoạt động. Do vậy, theo Phó Bí thư Thường trực Lê Văn Dũng, thông qua nền tảng công nghệ số, dữ liệu số sẽ được cập nhật liên tục. Do vậy, trong thời gian tới, huyện Hiệp Đức cần đào tạo bố trí đội ngũ cán bộ hợp lý, ngang tầm, từ đó tập trung khai thác điều hành trung tâm hiệu quả, tăng sự tương tác của người dân và chính quyền trên hệ thống IOC của huyện. Sáng ngày 22 tháng 2, huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Phong trào thi đua yêu nước năm 2021 trên địa bàn huyện Hiệp Đức được cán bộ và nhân dân hưởng ứng tích cực. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị giao, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia hưởng ứng. Điển hình như phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phong trào thi đua
cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, có sức lan tỏa, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Phong trào có sức động viên rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Năm 2021, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen đơn vị Hiệp Đức trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và khen thưởng 54 tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cá nhân và tập thể. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng cho 165 cá nhân tập thể, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Ngày 21 tháng 2 mới đây, Hội đồng Nhân dân xã Hiệp Thuận tổ chức kỳ họp chuyên đề phân loại đơn vị hành chính. Đến dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hiệp Đức, Huỳnh Đức Viên. Xã Hiệp Thuận có 2 thôn với diện tích 30,75 km2, quy mô dân số 1.582 người. Những năm qua, cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư khang trang nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt, văn hóa tinh thần của người dân. Hệ thống điện đường trường trạm được xây dựng kiên cố, các tuyến giao thông đều được bê tông hóa, trường học, trạm y tế đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 3 năm qua, tỷ lệ thu ngân sách của địa phương được hưởng so với tổng chi ngân sách là 0,58%. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã thống nhất phân loại xã Hiệp Thuận đạt đơn vị hành chính cấp xã loại 2. Sau khi được công nhận là đơn vị hành chính cấp xã loại 2, thì số lượng cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách xã là 33 người, so với hiện nay là 29 người, và được hưởng mức phụ cấp khu vực là 0,3. Ngày 22 tháng 2, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hiệp Thuận tiến hành đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham dự của 54 đại biểu là đoàn viên sinh hoạt trên địa bàn. Nhiệm kỳ qua, đoàn xã Hiệp Thuận đã tổ chức trên 30 đợt ra quân bảo vệ môi trường tại địa phương, thực hiện 2 đoạn đường sáng xanh sạch đẹp tại thôn Tân Thuận, xây dựng hơn 2 km đường điện thắp sáng đường quê trị giá gần 100 triệu đồng. Trồng mới hơn 1.500 cây xanh các loại, phát động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trong đoàn viên thanh niên. Trước tình hình phức tạp của dịch COVID, đoàn xã Hiệp Thuận cũng đã chung tay hỗ trợ, trực chốt dọn vệ sinh khu cách ly, xung phong vào vùng dịch đón công dân trở về quê hương, vận động người dân đóng góp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, đoàn xã Hiệp Thuận cũng đã trao 2 vườn cây sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế cho 3 thanh niên khởi nghiệp với số tiền 9 triệu đồng, tạo điều kiện cho 12 thanh niên được tiếp cận với các nguồn vốn vay chính sách xã hội nhằm khởi nghiệp làm ăn, giải quyết việc làm với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trước đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Sơn cũng tổ chức đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, phong trào thanh niên xung kích tình nguyện, lập thân lập nghiệp trên địa bàn thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Đoàn xã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, bảo vệ môi trường, tuyên truyền luật an toàn giao thông trong trường học, phòng chống dịch bệnh COVID-19, đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua huyện Hiệp Đức xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế khởi nghiệp tiêu biểu. Đáng chú ý, các sản phẩm ô cốp mang dáng dấp từ những mô hình khởi nghiệp này cũng đã và đang tìm đường tiến ra thị trường rộng lớn chung của tỉnh Quảng Nam. Với cơ sở kéo đậu của chị Trịnh Thị Phước ở thị trấn Tân Bình, câu chuyện khởi nghiệp làm nên sản phẩm ô cốp 3 sao cũng cả một chặng đường. Ước mơ đưa thương hiệu kẹo đậu Hiệp Đức vươn xa, chị Phước đã chú trọng từng chi tiết để tạo nên một sản phẩm ngon, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Cái khâu chọn sản phẩm mà những hộp đậu của mày nên làm rất là cẩn thận. Mua thì mày là tự ron, tự chế biến để mà rác lên mày, rác lên đậu chứ không phải là có những cái đồ chế biến sẵn. Tình những cái nguyên liệu này chọn lựa rất là kỹ. Khi mà chế biến là mình nhìn những hộp đậu mà hư là mình sẽ loại bỏ liền. Mình phải giữ thương hiệu để một khi mà những cái
một khi đánh Hiệp Đức, họ nhớ cái món quà quê là kẹo đạo dẻo phố Hiệp Đức. Hay như câu chuyện của thanh niên Trần Phanh Tùng, khi quyết định chọn các sản phẩm yến xào để khởi nghiệp và xây dựng sản phẩm ô cốp mang thương hiệu đặc trưng ở vùng núi sông Trà. Trong đó, chọn hướng đi riêng để không trùng lắp với các sản phẩm yến xào trên thị trường. Yến mình á, là mình luôn không có chất bảo quản, đó, không nó không có tạp chất, đó là mình chỉ từ yến và yến thôi. Đó. Là mình từ công đoạn lái tổ đến sái là không có dùng một cái chất gì hết. Mình là mới là còn mới bước đầu khởi nghiệp, cho nên là cái mô hình mình là bây giờ nó chỉ trong ở hiện, chưa đi ra xa. Thì mình cũng muốn sản phẩm mình còn ngày còn đi xa. Ngoài những sản phẩm trên, thì hiện nay tại Hiệp Đức đã và đang xuất hiện thêm các sản phẩm khởi nghiệp trong nam nữ thanh niên, nông dân, phụ nữ. Chính sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp xã hội đã và đang tạo nên những sản phẩm ô cốp mang thương hiệu Hiệp Đức. Với những cố gắng của mình, thời gian qua Hiệp Đức đã có 9 sản phẩm 3 sao ô cốp và 1 sản phẩm 4 sao ô cốp. Nhằm tiếp tục thực hiện nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ hướng dẫn giúp đỡ các cơ sở phát triển ô cốp, huyện Hiệp Đức quyết định tổ chức gian hàng trưng bày các sản phẩm ô cốp và ý tưởng khởi nghiệp. Đây sẽ là địa chỉ tin cậy và là cơ sở để các chủ thể ô cốp giới thiệu quảng bá hình ảnh của sản phẩm, đồng thời là nơi để người dân, du khách đến tham quan mua sắm các sản phẩm nông sản đặc trưng ở vùng quê Hiệp Đức. Qua cái việc này thì chúng tôi đã kết nối giữa các bên, các chủ mô hình kinh tế nhằm giúp cho cái việc mà quảng bá, trước hết là quảng bá các sản phẩm của địa phương Hiệp Đức đến với những cái du khách gần xa, và thứ hai nữa là thông qua việc này chúng tôi có thể kết nối giúp cho các cái mô hình phát triển kinh tế có thể là tiêu thụ được cái nguồn sản phẩm. Những cái sản phẩm này trước hết là nó mang cái giá trị văn hóa truyền thống và cũng như là những cái sản phẩm tiêu biểu của địa phương, góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Thì trong thời gian đến thì chúng tôi tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ cho các chủ cơ sở sản xuất phát triển ô cốp, và bằng nhiều cái hình thức chúng tôi sẽ tạo cái mối liên kết cũng như là tạo cơ hội để các chủ doanh nghiệp này, chủ cơ sở này quảng bá cái thương hiệu ra ngoài phạm vi của huyện, để cho bà con nhân dân không những trong huyện mà cả trong tỉnh, cả nước biết được đến cái sản phẩm này, góp phần tiêu thụ của sản phẩm tốt hơn, mang lại cái lợi ích cao hơn cho sản phẩm. Khởi nghiệp sáng tạo và các sản phẩm ô cốp đã và đang là hai hướng đi mới ở huyện Trung Du Hiệp Đức. Trong đó, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, thì tinh thần khởi nghiệp, vai trò của lực lượng thanh niên, nông dân, phụ nữ trong tạo ra những sản phẩm ô cốp đã và đang được phát huy mạnh mẽ ở Hiệp Đức. Đây chính là điều kiện, là đòn bẩy để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng những sản phẩm ô cốp mang thương hiệu rất riêng ở quê hương Hiệp Đức. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.